Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, tôi không vô cảm trước sự nguy kịch tính mạng của người khác, nhưng tôi sợ chính mình tự chuốc lấy họa về sau. Đó là câu nói đầy xót xa của rất nhiều người khi biết được câu chuyện gây phẫn nộ. Một người đàn ông cứu cô gái bị tai nạn giữa đường, nhưng sau đó lại bị chính người thân của cô gái này ra tay tấn công một cách dã man, khiến cho anh bị trọng thương. Chi tiết câu chuyện gây bức xúc này sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Cứu người gặp nạn bị xiên trọng thương. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an huyện Thuận Thành điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến thông tin người đàn ông giúp đưa cô gái gặp tai nạn giao thông đi viện cấp cứu nhưng bị xiên gây trọng thương xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành. Nạn nhân bị xiên trọng thương là anh Nguyễn Hải Sơn, trú tại phố Trẹm, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Sau 5 ngày mổ cấp cứu, anh Nguyễn Hải Sơn vẫn chưa được rời giường bệnh. Giọng yếu ớt, anh Sơn kể, khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 2, khi đang ở trong nhà, anh nghe tiếng va chạm mạnh. Chạy ra đường thấy một cô gái bất tỉnh, nằm gần đầu taxi, bên cạnh là chiếc xe máy. Anh Sơn xốc cô gái đưa vào nhà bác sĩ gần đó. Song bác sĩ đi vắng nên anh bàn với tài xế taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện huyện Thuận Thành, cách đó khoảng 2 km. Khi vào phòng cấp cứu, anh Sơn bế cô gái đặt vào giường và báo bác sĩ có người bị tai nạn. Lúc này cô gái đã tỉnh, mở danh bạ điện thoại để tìm số người thân. Tôi liền bảo để tôi gọi điện cho. Cô gái đưa điện thoại có tên khá hay. Tôi thông báo cho người đó rằng người nhà bị tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện Thuận Thành. Nói rõ không biết ai lao xe vào. Anh Sơn chia sẻ. Sau khoảng 10 phút, có hai thanh niên đến phòng cấp cứu. Một người đến chỗ anh Sơn hỏi xem ai gọi điện cho anh ta. Sau khi trả lời, tôi quay đi thì đột ngột thấy đau nhói ở mạn sườn. Tôi vùng chạy xong người kia vẫn đuổi theo lấy ghế nhựa táng tôi, mặc dù có tiếng cô gái kia hét lên, anh ơi người ta cứu em. Hoảng loạn chạy qua hành lang ra ngoài cổng bệnh viện, thấy choáng váng, anh Sơn ngồi xuống vỉa hè. Khi không thấy người kia đuổi, anh vội gọi điện cho anh trai thông báo mình bị thương nặng. Đến nơi anh Hà thấy em nằm ở vỉa hè ngoài cổng. Một bảo vệ phát hiện ra nên hai người cùng dìu anh Sơn vào phòng cấp cứu. Sau khi sơ cứu, bác sĩ cho biết có thể vết thương chạm vào phổi và bảo gia đình chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Trước đó, từ thông tin anh Sơn gặp họa vì cứu giúp người bị nạn, ngày 14 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ việc. Anh Hà nói, hôm đó trời rét, Sơn mặc 4 cái áo, trong đó có một áo khoác, hai áo len, nếu không thì vết thương sẽ nguy kịch. Tôi buồn là em giúp đỡ người khác, mà khi em bị thương nằm gục ở vỉa hè thì không ai giúp. Về thông tin cãi cọ với thanh niên, trước khi bị tấn công, anh Sơn khẳng định không có chuyện đó. Vì không quen biết, nên chỉ trao đổi ngắn gọn về tình huống tai nạn. Tôi vẫn không biết tại sao bị tấn công đến khi có người nói, khán nhầm tôi là người gây tai nạn. Tôi thất vọng vì thấy nhân cách, đạo đức của một số người ngày càng đi xuống. Mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm người phạm tội để người dân yên tâm, không vô cảm trước người bị nạn. Vì người dân tin rằng sẽ được bảo vệ nếu giúp người khác, anh Sơn nói. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thuận Thành cho biết, tối ngày 11 tháng 2, bệnh nhân Nguyễn Thị Dung, 24 tuổi, thường trú Quảng Xương, Thanh Hóa, nhập viện cấp cứu. Chị Dung được chẩn đoán đa chấn thương phần mềm, đã ra viện ngày 12 tháng 2. Khi bệnh nhân nằm phòng cấp cứu thì xảy ra va chạm giữa anh Nguyễn Hải Sơn và một thanh niên. Hai người đuổi nhau ra bên ngoài, các bác sĩ trong phòng bận cấp cứu nên không phát hiện ra. Còn về phần Khá, sau khi tấn công anh Sơn, Khá phóng xe chạy trốn. 20 giờ ngày 14 tháng 2, Khá bị Công an huyện Thuận Thành triệu tập và tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Luật sư Vũ Tiến Vinh cho biết, với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích, Khá có thể bị áp dụng hai tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội có tính chất côn đồ và sử dụng hung khí nguy hiểm. Mức phạt tùy thuộc vào mức độ thương tật của nạn nhân nhưng không quá 15 năm tù. Nếu tích cực bồi thường cho người bị hại, nghi can sẽ được pháp luật cho hưởng khoan hồng. Cứu người lại suýt bị hành hung. Có kinh nghiệm 2 năm làm công việc thiện nguyện là sơ cứu và đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông đến bệnh viện, chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân, đội trưởng đội cứu nạn giao thông tình nguyện 911 ở khu vực quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, việc cứu giúp người cũng gặp nhiều rắc rối. Chính những rắc rối đó phần nào làm cho người dân ngày càng sợ bị liên lụy. Cái rắc rối cũng như nỗi sợ lớn nhất của những người cứu người bị tai nạn là sợ người nhà nạn nhân hiểu lầm. Phổ biến là người nhà nạn nhân chưa rõ sự tình đã nổi nóng lên, thấy ai ở đó đều nghĩ là người gây tai nạn rồi hành hung.
Thực tế đã có trường hợp người giúp bị người thân của nạn nhân tấn công thiệt mạng, được đăng trên các báo đài nên người ta e dè. Hoặc lỡ người gặp nạn có mất mát về tài sản, lúc đó người ta sẽ nghĩ mình đầu tiên. Chị Ngân kể, sáng ngày 21 tháng 8 năm 2019, chị đang trên đường đi làm thì nhận được điện thoại báo có trường hợp cháu gái bị tai nạn. Vội vàng quay xe đến hiện trường, chị Ngân sơ cứu cho cháu, rồi đưa đến bệnh viện 7C, trường Quân y 2, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và gọi điện cho người nhà đến làm thủ tục. Tuy nhiên khi mẹ của nạn nhân đến bệnh viện lại nghi ngờ chị Ngân chính là người gây ra tai nạn. Người mẹ liên tục quát và hỏi tôi có phải là người gây tai nạn không, mặc dù khi gọi điện tôi đã nói tôi đưa giùm cháu đến bệnh viện. Thấy vậy, bạn của cháu bị tai nạn mới ra giải thích hộ thì bà mới chịu tin. Sau đó người mẹ lại tiếp tục hỏi người gây tai nạn là ai, ở đâu và trách mắng tôi tại sao không giữ người đó lại. Tôi giải thích chỉ cứu người thôi thì bà ấy nổi sung lên. Chị Ngân nói, đấy, vừa mất buổi làm vừa ôm cục tức vào người, làm người tốt cũng không dễ. Cũng làm công việc cứu người như chị Ngân, anh Đặng Phước Sĩ, đội trưởng đội cứu nạn giao thông quận 12 cho biết, ngoài bị người nhà hành hung, người dân còn sợ bị giàn cảnh hoặc phiền hà khi phải lấy lời khai hay bệnh viện bắt ở lại đóng tiền viện phí. Tôi liên tục bị bệnh viện bắt đóng tiền viện phí rồi ở lại chờ cho đến khi người nhà đến. Có nhiều vụ nghiêm trọng phải lên công an lấy lời khai. Đối với mình làm quen thì không sao, nhưng người dân bình thường như vậy rất phiền hà, đôi khi ảnh hưởng đến công việc nữa. Vì vậy, mỗi lần cứu người tôi đều nhờ một bạn ghi hình hoặc ghi âm để mình có một cái gì đó để bảo vệ mình trong những trường hợp bị nghi oan, anh Sĩ cho hay. Tuy nhiên, cả anh Sĩ và chị Ngân đều khẳng định, trong những trường hợp như tài xế bỏ thai phụ giữa đường hay việc nhiều người dừng lại xem tai nạn rồi bỏ đi mà không gọi xe cứu thương cho nạn nhân là không thể chấp nhận được. Anh Sĩ bày tỏ, trong những trường hợp đó, nếu sợ giàn cảnh, người dân có thể gọi các đội cứu hộ hoặc gọi xe cứu thương cho nạn nhân, chứ không nên bỏ mặc họ như vậy. Thưa quý vị, người ta vẫn nói làm ơn mắc oán có lẽ đúng trong trường hợp này. Ai cũng muốn cứu giúp người gặp nạn, nhưng ai cũng sợ gặp những rắc rối và phiền phức không đáng có. Hy vọng những đối tượng như Khá sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý thật nghiêm để làm bài học răn đe, để xã hội có thêm những người tốt như anh Sơn, như chị Ngân và anh Sĩ. Tới đây chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Mời quý vị tiếp tục lựa chọn những clip đang xuất hiện trên màn hình để cùng theo dõi tiếp những vụ việc tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.